Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào tất cả các bác khách hàng. Và ngày hôm nay thì bên trung tâm điện tử Anh Phương này tiếp tục bằng rất nhiều súp lên đường rồi, phực súp mà. Súp GB quay lên phát này này bán ngay các bạn. Thế mới là hay. Chứng tỏ rằng rất nhiều đại gia đang có tiền không biết tiêu ở đâu. Gặp anh Phương tiêu bớt đi cho nó. Hôm qua em xem cái chương trình Khỏe Tự Nhiên có một cái câu chuyện là có một doanh nhân người ở Singapore hay Malaysia thì em nhớ không nhớ được hai cái nước đấy. Có một anh lúc trẻ thì rất là vất vả, sau đó là luôn luôn tâm niệm là lớn lên sẽ phải cố gắng để gọi là phấn đấu sao cho cái cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Đấy. Và khi đó thì anh bắt đầu lớn lên trưởng thành thì cái tâm trí của anh luôn luôn là sẽ hướng vào làm ăn kinh tế. Và anh cũng sẽ rất thành công và thực sự là anh đã thành công ở cái mức rất là cao khi mà bước chân vào cái gọi là cái lĩnh vực làm đẹp. Đấy, làm đẹp chúng ta hiểu nôm na nó là dạng như kiểu là spa đấy. Làm đẹp. Thế thì anh ấy mới đầu thì chỉ mở ra một cái cửa hàng thôi. Sau đó một mình làm lấy công làm nãi. Sau đó là nhu cầu khách hàng rất là cao, rồi là bắt đầu là không phải là một mình anh đấy, anh thuê một người, hai người, ba người để cùng làm. Sau đó anh thấy cái công việc này thu lợi nhuận rất là tốt. Rồi anh ấy mở ra các chi nhánh, không những ở trong nước mà còn vươn ra nước ngoài. Và cuộc sống của anh ấy đầy đủ đến mức độ mà mọi người đều phải ngưỡng mộ. Xe đẹp, rồi là nhà đẹp, vân vân. Nhưng mà đùng một cái thì anh ấy tự nhiên có một hôm anh ấy còn cảm thấy người nó mệt mỏi. Và đi khám thì anh ấy bị ung thư phổi. Đấy, cuộc sống của anh bắt đầu đi vào cái gọi là cái lúc mà trầm lắng nhất. Đấy. Thì anh ấy nghĩ rằng là đúng thực sự là mọi người cứ mải mê kiếm tiền mà quên mất việc là khám sức khỏe, bảo vệ bản thân mình. Và đồng tiền chúng ta làm ra thì chúng ta có thể bỏ ra 5-70 triệu để làm đẹp. Đấy, làm đẹp hình thức bên ngoài. Nhưng mà đôi khi là bỏ ra 3-5 triệu kiểm tra sức khỏe thì chúng ta lại cảm thấy rằng là còn phải băn khoăn. Thì đến lúc này chúng ta mới biết rằng là sức khỏe với lại cái cuộc sống hưởng thụ thực sự nó mới có ý nghĩa. Thế còn đồng tiền chúng ta làm ra nhiều thì đôi khi mà không hưởng thụ thì nói chung là đồng tiền đấy vô nghĩa. Khi mà chết đi rồi thì cái xe, cái nhà đấy, thì chúng ta cũng không mang đi được. Rồi là cũng có những cái điều mà chúng ta cảm nhận thấy rằng là những cái mà vẻ đẹp bên ngoài cũng rất cần thiết, nhưng mà cái sức khỏe nó là quan trọng. Đây là một câu chuyện mà anh Phương được nghe. Và về sau đó thì anh ta cũng không trụ được thời gian dài, cũng chỉ vài tháng là anh ta cũng phải ra đi. Nói như thế thì đây là một câu chuyện buồn, nhưng cũng là một cái lời để chúng ta cùng chia sẻ. Có nghĩa là chúng ta làm ra tiền cũng là vất vả, nhưng mà cũng phục vụ cuộc sống của chúng ta là chính. Đấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta thì luôn luôn có cái xu hướng là lo cho con cho cái. Nhưng thực ra là mỗi chúng ta ai lớn lên cũng phải tự lo cho bản thân mình. Đấy. Cho nên là tiền làm ra các bác đầu tư để phục vụ cuộc sống. Cho nên là các bác hãy tìm những sản phẩm âm thanh nó phục vụ cả về cái không gian phòng khách thêm sang trọng, và đồng thời có đủ phương tiện để chúng ta tổ chức các cuộc vui với bạn bè, anh em và gia đình. Không lãng phí nhưng cũng nên tìm những sản phẩm âm thanh tốt nhất. Thì ngày hôm nay bên trung tâm điện tử Anh Phương đang có một lô có 3 con đẩy của DK. Đây là dòng modem đời mới nhất hiện nay của hãng DK King. Các bác quan sát cho em cái mặt của nó. Đấy, mã của nó là MK2500. Mặt của nó sử dụng mặt nhôm phay màu đen rất xinh, rất hiện đại. Trên này nó có nắp của nó có thương hiệu của DK. Không thể làm nhái làm giả với hàng này được. Đấy. Không đùa được mấy dây DK các bạn. Và đây là nội thất máy của nó. Con này thì nó là dòng sản phẩm với mạch công suất đời mới. Công suất của nó rất tốt cho các bác có thể đánh được loa bass 30 hoặc 40. Đây các bác quan sát này. Máy của nó mới keng kèng luôn.
một lô sản phẩm mà có 3 con mới kinh khủng. Đây là các bác đang bỏ tiền mua đẩy mới, nhưng mà này giá là giá đẩy cũ. Thực ra là có 3 con này em bán giá rất tốt cho các bác. Các bác có biết bao nhiêu tiền không? Với mỗi một con đẩy như thế này, hiện tại anh Phương đang bán với giá chỉ có 3 triệu 500 ngàn đồng thôi các bác. 3 triệu 500 ngàn đồng một con. Có 3 con, em nghĩ rằng 3 con này lên sóng thì nhanh lắm. Bác nào đang tìm kiếm đẩy hay, đẩy xịn, đây là dòng sản phẩm với công nghệ của anh các bác nhá. Đấy. Có chế độ dồn kênh, có chế độ đánh điều khiển độ nhạy, vân vân. Nói chung là công suất thoải mái cho các bác chơi gia đình thoải mái các bác. Máy mới kinh khủng. Mua con này thì cực bền luôn các bác. Thực ra là đẩy nếu mà chúng ta sử dụng 5-10 năm nó cũng chả hỏng. Sau đó mới thành đẩy bãi. Thế còn đây là đẩy hãng, mà trong khi đó sử dụng cái thời gian sử dụng con này nó chỉ khoảng là trên dưới 1 năm rồi các bạn. Trên dưới 1 năm. Dòng này có trích mã vạch đầy đủ luôn các bác nhé. Hàng xịn sò của DK. Đấy. Ok chưa các bác? Ngoài cái mạch công suất chính, nó còn có các mạch công suất phụ để làm sao cái công suất của nó ổn định nhất. Chỉ có 3 con với giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Lâu lắm rồi em không có hàng giá rẻ như thế này đâu các bạn. Lâu lắm rồi đấy. Hàng đẩy rẻ chỉ có 3 triệu 500 ngàn đồng một con. Hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Còn những quả súp hơi này hiện tại vẫn đang còn. Giá của nó 14 triệu. Các bác nào có nhu cầu hãy gọi cho anh Phương ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều ạ.